Nói mình học tiếp những cái danh từ số ít chuyển sang số nhiều, và mình chú trọng vào những cái từ đến từ những cái nước Latin. Và Hoa Kỳ được biết đến nhiều vì một cái nước mà đa văn hóa, và cái ngôn ngữ tiếng Mỹ của họ luôn cũng đầy ắp những cái từ mà được đem từ nhiều nước khác tới, và người ta ước lượng khoảng 50 ngôn ngữ được trộn vào trong cái tiếng Anh này và được người Mỹ sử dụng mỗi ngày. Rồi những cái từ Latin và những cái từ Hy Lạp mà tận cùng bằng chữ IS, mình chuyển sang số nhiều bằng cách thay thế nó bằng cái chữ ES, ví dụ analysis chuyển thành analyzes, basis chuyển thành basis, diagnosis chuyển thành diagnosis. Đó thì các bạn để ý những cái từ số nhiều này á, mình đọc dưới cái âm Z đó. Z, basis, diagnosis. Rồi mình có những cái chữ tăng cộng bằng chữ A nữa, thì cái cách chuyển đó sang số nhiều thì thay thế chữ A bằng chữ ví dụ addenda thành addendum, curricula chuyển thành curriculum, data chuyển thành datum, media chuyển thành medium. À, hai cái chữ cuối cùng mình đánh dấu sao là tại vì người Mỹ nó làm những cái từ này sang số nhiều á, nó đơn giản bằng cái cách thêm s vào đằng sau thôi. Người ta không dùng datum mà người ta dùng data thêm chữ s vào. Người ta không dùng medium mà người ta dùng medias. Rồi. Điều gì mà làm cho cái sự thích nghi của tiếng Mỹ mà nó thú vị? Hóa ra là cái cách mà người ta sử dụng những cái danh từ về giới tính được sử dụng trong những cái là cái ngôn ngôn ngữ của người Roman, như là tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Spanish. Rồi á, những cái từ mà tăng cộng bằng US này á, thì nó thường mang cái tính chất nam tính. À, chuyển thành số nhiều thì mình theo chữ I vào đằng sau này. Tại vì chữ us này thì mình thay nó bằng cái chữ I. Alumnus chuyển thành alumni, alumni. Nucleus chuyển thành nuclei, nuclei. Stimulus chuyển thành stimuli. Rồi mình cũng có những cái từ mà nó mang cái tính chất nữ tính, nó tổng cộng một chữ A, thì nó chuyển nó sang dạng số nhiều thì mình thêm chữ A thay thế nó bằng cách thêm chữ E vào đằng sau, thêm chữ E vào đằng sau. Ví dụ alumna mình chuyển thành alumni, alumni. Formula chuyển thành formally. Vertebra chuyển thành vertebrae. À, một số cái cuốn sách từ điển đó, thì nó chấp nhận cái cách thêm số chuyển từ thành số nhiều đó, thì chỉ thêm es hoặc là chữ s vào đằng sau thôi. Nucleuses, formulas, vertebras. Đó. À, những cái từ tiếng Pháp tổng cộng bằng chữ E, A, U. Đó, thì mình chuyển sang số nhiều bằng cái cách thêm chữ X vào đằng sau hoặc là chữ S vào đằng sau. Ví dụ, burial chuyển thành burials. Chuso chuyển thành chuso. À, thì nó không phát âm thì nó không khác cái gì hết, nhưng mà chỉ khác cái cách đánh vần nó ra thôi. Đó. Rồi có những cái từ tăng cộng bằng ex hay là ix thì mình
chuyển nó sang bằng cách thay nó bằng cái chữ ICES. Đó, thì mình đọc là ICES, ICES. Đó. Ví dụ appendix chuyển thành appendices, appendices, appendices. Âm Z thì các bạn appendices. Index chuyển thành indices, indices. Đó là bài kết thúc của mình hôm nay. Chúc các bạn học giỏi. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình.